Trong bài phát biểu tại Warsaw, Ba Lan, ngày 26 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden dành nhiều lời công kích Tổng thống Nga Putin, tới mức Nhà Trắng phải lên tiếng làm rõ phát ngôn. Theo hãng tin Reuters, phát biểu của ông Biden cho thấy sự leo thang rõ rệt về cách tiếp cận của Mỹ đối với Nga về chiến sự ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng phản bác. Ông nói với Reuters rằng Tổng thống Nga do người dân Nga bầu chọn, không phải do ông Biden. Cũng trong bài phát biểu, ông Biden nói phương Tây hiện nay đang mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn bao giờ hết. Trận chiến này sẽ không phân thắng bại tính bằng ngày hay tháng. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi phía trước. Tại Warsaw, ông Biden cũng đã đến thăm một trung tâm tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Hơn 2 triệu người đã chạy trốn đến Ba Lan. Khoảng 3,8 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi giao tranh bắt đầu.